lời hẹn ước ta không xa rời, mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một thử thách dành cho Nhã, đó chính là hồi nãy mình đã nói rồi, sau khi cuộc trò chuyện thì Nhã sao lại gợi ý là hát vậy? Đúng, giọng hát của mình để cho mọi người xem diễn thì mọi người biết rồi đúng không? Nhìn xem MV là có thể biết Nhã diễn như thế nào rồi. Bây giờ hát thì mọi người chưa có ở đây, nhiều bạn chưa biết Nhã thì Nhã có thể. Hôm qua thì hát được mà. Đấy. Hôm qua Nhã hát bài gì? Hôm qua Nhã hát mấy bài hình. Rồi giờ Nhã sẽ chọn bài gì để hát đây? Bài gì sẽ là tâm đắc nhất ta? Ừ, đúng rồi, chọn bài gì tâm đắc nhất có quy. Chọn bất kỳ bài gì cũng được. Bài gì tự tin nhất? Ok. Nè, mất khoảng thời gian suy nghĩ quá. Bài gì Nhã ít khi nào mà hát lắm. Không, mình nhớ thử bài gì mà mình nghe gần đây nhất hay là mình thích, mình nghe nhiều nhất trong điện thoại của mình. Là bài lúc mà nghe gần nhất trong điện thoại của mình là còn gì đâu hơn chỉ đã từng. Có thể cover lại luôn cũng được. Có chính chủ ở đây nghe để chấm điểm luôn. Không chấm điểm đâu, cứ ra vừa thoải mái đi. Dạ dạ dạ. Mình sẽ thử bài bài Tìm Lại Bầu Trời của Tấn Hưng đi nhá. Ok. Em sẽ hát một đoạn. Mọi người đừng có out livestream này nha. Không sao, mọi người đang thả tim rất là nhiều. Nhà hãy cứ yên tâm đi nè. Anh không, vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh không, vì giờ đây em đã xa thân rồi. Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời, mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời. Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi. Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày. Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết. Nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh. Thôi tiếp luôn. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu. Nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em. Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Đây là hát cũng được đúng không? Vâng. Chứ chẳng qua là chưa tự tin lắm thôi. Đúng giai điệu. Rồi, cảm ơn Lâm Thanh Nhã rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Bây giờ đến lượt Quân nè. Nhã sau đó lại quay lại Quân nhá. Đây, chương trình kêu Quân tạo kiểu cute đi ạ. Rồi bạn Hoàng Thảo này, chương trình cho anh Quân tạo dáng dễ thương cute để chụp ảnh đi ạ.